Đi theo ba luôn hả? Trời nắng chết luôn, rồi đi. Thôi đi ra ngoài kia coi ba quay nè. Coi chương trình nè. Rồi, ủa sao lấy mắt kiến qua đây vậy? Dạ, kính chào quý khán giả. Bây giờ thì đúng 5 giờ chiều rồi. Hôm nay là ngày 5 giờ chiều ngày 28 tháng 3 năm 2021. Thì như đã hứa với quý bà con cô bác ở Nha Trang thì Coleman hủy một tập ở tại Đà Lạt và chạy ra Nha Trang để ghi hình. Đây là một chương trình, một cái tập quà tặng bất ngờ. Đó, đúng là bất ngờ luôn, cho nên hôm nay ra có thể là rất nhiều bà con cô bác không biết là Coleman đang có mặt ở tại Nha Trang luôn, chắc chắn luôn. Rồi thì cho mấy đệ tử đi lên đi theo ba đi chơi luôn, ngày mai cho đi Vinpearl rồi tranh thủ, chứ bây giờ chứ Coleman đi làm việc suốt ngày luôn, không có thời gian dành cho vợ con gì hết. Rồi kiến của ba đẹp quá, giờ đi bộ ra công viên ra ngoài kia ha. Yeah, hay đi xích lô không? Đi xích lô không? Yeah, đi xích lô. Đi xích lô ha. Đi xích lô. Rồi đi xích lô rồi. Ủa, ồ bây giờ gì vậy? Rồi hôm nay cho ba mẹ con lên sóng luôn. Trời ơi, ít nổi quá. Color Family kia là Color Man, xong rồi này Color Family. Ồ, có một bác đã để xin lỗi này, có xin lỗi này. Ồ, oh, dạ chào bác. Yeah. Ủa, xe có chạy không bác? Dạ, cá. Ồ. Trời, sao chào chú xe này. Ồ, xe chú đẹp quá vậy. Xe này còn đạp được không chú? Đạp được. Trời, đạp có điện luôn. Trời, có đồng hồ luôn nè. Có đồng hồ cao chưa mẹ. Ủa? Ủa, xe đạp này. Ủa, xe này xe gì mà nó có đồng... Xích lô điện, mình tự chế vô là... Xích lô điện hả chú? À, xích lô điện. Ủa, chứ không phải xích lô đạp ấy hả? Chứ không phải đạp không hả? Không. Muốn đạp không vẫn đạp được, nhưng mà cái này là cần thắng vô nó. Dạ. Còn điện thì chạy sao chú? Điện là cứ rồ ga vô là chạy. À, điện rồ ga vô vậy đỡ quá. Trời ơi, tôi tính tôi là tôi tính tôi đạp. Thế bây giờ, ví dụ bây giờ con đạp rồi xong rồi con muốn xài điện thì con rồ ga. Rồ ga. À, là tự động nó vô. Tự động vô. Dạ. Giờ thí dụ từ đây chạy từ đây ra ngoài tháp Trầm Hương nhiêu tiền chú? Nếu mà coi như tôi chạy là giá cái nó khác, còn cho thuê xe là giá nó khác, là cho 100.000 là coi như ra là cho thuê xe, còn chú chạy thì rẻ hơn. À, chú chạy rẻ hơn. Trời ơi, vậy thôi để con thuê đi cho chú đỡ thêm ha. Vậy thôi giờ con chạy ra đó, lát nữa có mấy bạn quay lại đây trả xe chú nha. Rồi rồi rồi. Vậy chú không sợ mất hả? Không. Dạ, mời quý khách lên xe. Rồi, lên đi. Hai cháu ngồi. Dạ đây đây, đó. Hai cháu ngồi lên. Rồi. Chạy được không? Trời, bây giờ đạp trời, ngày xưa một thời xích lô chứ bộ sẽ giỡn hoài. Rồi đó, buổi chiều đi dạo con ngồi đây đó, bà con nhìn thấy cái tướng mình ngồi xích lô đó, đẹp không? Không giọng đâu, không có nhõng đâu, giọng đâu. Ô, ô bây giờ là có cái vụ xích lô điện nó vui quá vậy ta. Rồi, đây là thắng nha. Dạ. Đừng kéo lộn cần nha. Rồi, ra thử coi. Đây là thắng. Không, ví dụ đạp không. Còn không mình không rồ ga là mình ngưng hả? Đạp không. Dạ. Thôi thử sức đi, đạp không đi rồi lát nữa mình ô có điện luôn. À hiểu rồi. Nè đạp không nè. Ủa nặng dữ vậy trời. Trời, ba mẹ con nhà này nặng dữ vậy. À. Rồi. Sống được. Sợ gì mà sợ? Ba đạp xe nhanh hơn mấy chú này chạy xe luôn nè. Đó, ok không? Dạ nè nè, thấy chưa? Nãy giờ chưa có sử dụng điện luôn đó. Bây giờ bận đi thì mình
đang chạy ngon lành nè, thấy chưa? Ok không? Không mới rồ, mới rồ bằng điện thì sao? Chừng nào mệt mới rồ bằng điện. Chưa cần tới dùng để tới điện. Tôi vẫn còn đạp này tập thể dục mà. Cho bụng tiêu tiêu chút ra quay cho đẹp. Chạy nhanh lắm đó nha. Rồi quay phim nhảy xa ra đi nha. Tôi đua lẹ lắm luôn á. Ồ, mát không? Vui không? Hơi mỏi chân rồi nha. Rồi, hả? Thôi, bà đạp cho vui. Tập thể dục. Rồi, giờ chân điện nè. Tà nè, nó ngưng vào đạp rồi. Rồi tôi giảm điện rồi nha, giảm lại đâu đó, đó. Rồi. Trời ơi, đang có vụ xích lô đạp nữa vui, xích lô điện nó vui quá. Chỉ có tại Nha Trang thôi. Ồ kìa. Ủa lát quay đâu ta? Ồ, có độc đáo thiệt nha. Rồi luôn rồi. Rồi mình lên kia mình đánh cái bồng binh nha. Đây quý vị các bạn thân mến, hôm nay đang chạy trên đường phố, đường này là đường con đường Trần Phú. Tới đây em ơi. Đừng dừng lại em ơi. Rồi thôi đánh con vòng tới rồi. Mấy ông xin lồ chuyên nghiệp luôn. Tới đây mà tôi rồ điện cái nó chạy mất tính luôn quá. Rồi ở đây là tháp Trầm Hương đây quý vị các bạn thân mến ơi. Rồi đông vui quá à. Dạ, chào cả nhà nha. Rồi, thôi, stop here. Em muốn đi nữa hả? Thôi, tới giờ quay rồi. Trễ giờ rồi, 5 giờ rồi, 5 giờ 5 giờ 10 phút rồi. Từ từ, xuống đây nhõng giờ rồi. Xuống đi mẹ. Xuống đi. Rồi ok. Kìa chú tới rồi kìa. Rồi cảm ơn chú nhiều nha. Rồi ơi chú xin lỗi hiếu khách quá. Ủa các bạn trả tiền cho chú ha. Dạ rồi. Trăm ngàn hả chú? Dạ. Ủa sản xuất đâu rồi? Mẹ có tiền nè. Mẹ gửi ba đi. Gửi 300 ngàn đi ba vô ba quay đi. Không thần tiền bạc nha, đây đông người lắm nha. Rồi buổi chiều đây là quảng trường. Dạ thưa quý vị các bạn, đây là quảng trường 2 tháng 4. Và hôm nay thì ngày hôm qua mình livestream lúc mà đang làm quà tặng bất ngờ ở tại Đà Lạt thì rất nhiều khán giả ở Nha Trang kêu chú sao chú không ra, chú tại sao chú không ra ngoài Nha Trang, từ Đà Lạt xuống Nha Trang có 3 tiếng đồng hồ mà chú không ra. Chú đi quay đâu không, chưa thấy Nha Trang lâu quá rồi, gần 2 năm trời rồi không thấy chưa Coleman ra ngoài Nha Trang. Và hôm nay Coleman đang có mặt tại đây. Nói là một cú xích lô điện. Xích lô điện chỉ có tại thành phố Nha Trang nha quý vị các bạn thân mến. Đã có nhiều khán giả đang xem nữa. Dạ 2.500. Dạ xin chào khán giả đang xem livestream nha. Bây giờ Coleman sẽ đi chọn điểm.
Ủa giờ mình đứng đâu ta? Điều vậy đứng đây luôn hả? Rồi chắc mình quay đây luôn nè ha. Ồ cái này là chắc là đúng là dí chạy thiệt luôn á, đúng đúng chương trình Hoa Thằng Bất Ngờ. Đang có bao nhiêu người xem nè? Rồi. Bây giờ đi vòng vòng. Ơi. Ơ cho con bác đang làm việc nha. Chút xíu đi con nha. Ok. Rồi biết dạ bà con cô bác thân mến, những ai thích chơi chơi game thì mời bà con cô bác đi 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 qua hướng bên đây dùng comment nha. Trả lời 5 câu hỏi xong là mình nhận ngay 10 triệu đồng nha. Đó. Câu hỏi dễ lắm luôn. 5 hả? Thuộc lòng rồi phải không? Dạ anh chơi không? Dạ chơi. Dạ anh có phải người Nha Trang không? Dạ, em người Nha Trang. Em người Nha Trang hả? Rồi lát nữa sao cho anh những cái câu hỏi rất là Nha Trang luôn mà anh không trả lời được. Rồi lát anh lên đầu tiên nha. Hứa nha. Ok anh. Nha hứa lên chứ không mà lát nữa tôi kêu lên cái xong bỏ chạy không được đâu đó. Nên lỗi anh tên gì? Dạ em Phương. Anh Phương phải không? Rồi anh Phương công tác đâu anh Phương? Dạ, em làm du lịch. Đó làm du lịch rồi vậy thua rồi thôi bỏ đi. Thôi thôi vậy là chơi ông này ông lấy giải em tôi chạy rồi. Chạy xe. Chạy xe du lịch dạ, hả? Chạy xe bên công ty du lịch. Rồi ok ok rồi rồi. Rồi vậy là anh ưu tiên cho anh người đầu tiên nha. Rồi anh nghe em phổ biến luật chơi của chương trình nha. Rồi cũng được. Máy nào anh nhìn máy nào. Dạ máy con quá. Và cũng xin thông báo với quý bà con cô bác nếu như những bà con ở tại thành phố Nha Trang mình mà nếu mà mình chơi hay thì chúng ta sẽ có từ 4 tới 5 người chơi. Còn nếu mà chúng ta mà chơi mà không hay á thì có ít nhất là 6 tới 7 người chơi. Rồi. Dạ. À không phải người Nha Trang thì cũng chơi luôn. Nhưng mà vì là cái chương trình quà tặng bất ngờ này là nó như thế này. Các câu hỏi khi mà chương trình tổ chức thì 5 câu hỏi nó đều tập trung ở tại cái địa phương. Có nghĩa là khi mình đến một địa phương nào thì quà tặng bất ngờ luôn đặt câu hỏi ở những địa phương đó. Chính vì vậy cho nên là các khách du lịch thì sẽ mất lợi thế so với lại những người dân ở địa phương. Ví dụ như cái anh hồi nãy giống như anh này. Đó, ảnh là dân Nha Trang thì chắc chắn là anh sẽ rất là lợi thế. Bởi vì quà tặng bất ngờ đến địa phương nào thì muốn mang niềm vui đến cho bà con ở tại khu vực đó. Dạ. 90% câu hỏi là ở Nha Trang, còn lại là có khoảng 10% câu hỏi là ở các tỉnh thành khác. À, nếu mà bạn thích chơi bạn cứ vào chơi thôi. Được luôn. Con quê đâu? Dạ, người Nha Trang rồi chắc chắn là con thắng rồi. Hả? Chú đó là tới con nha. Rồi, con thứ hai phải không? Ừ, con mặc áo vàng chắc hơn rồi đó. Rồi. Rồi bây giờ bắt đầu nha bà con cô bác ơi. Dạ, chào đầu ha. À, chào mừng quý vị các bạn đã đến với chương trình quà tặng. Cái gì vậy? Rồi. Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình quà tặng bất ngờ. Chương trình quà tặng bất ngờ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Color Entertainment thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Colorman Foodmark. Chương trình quà tặng bất ngờ được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút tối thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì Colorman rất là vui được có mặt tại quảng trường 2 tháng 4. Đây là có thể nói là cái quảng trường trung tâm và đẹp nhất ở thành phố Nha Trang của chúng ta. Mình còn nhớ cách đây khoảng 20 năm mình cũng đã từng ra nơi này và cũng đi dạo, nhưng mà lúc đó quảng trường chưa có to như bây giờ đâu. Ở dưới kia là ở dưới là các bãi biển nó còn lài lài và còn rất là hoang sơ. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình ra đây mình thấy cái quảng trường ở đây vô cùng hoành tráng. Và có thể nói đây là một cái nơi tập trung rất là đông đảo bà con cô bác, không chỉ ở địa phương Nha Trang mà còn các bà con du khách ở tất cả các tỉnh thành trong và ngoài nước cũng đến đây và tập trung đến đây vào mỗi buổi chiều. Lý do là vì sao? Là vì ở đây mát, rất là mát luôn. Và phía sau lưng của Colorman là có một cái biểu tượng ở tại Nha Trang này, thì đó chính là một trong những cái biểu tượng của thành phố Nha Trang, tháp Trầm Hương. Quý vị các bạn thân mến, thì bây giờ thì trước khi bắt đầu chương trình kính thưa quý vị các bạn, trước khi chúng ta bắt đầu đi vào chính thức chương trình quà tặng bất ngờ ngày hôm nay thì Colorman xin phép
có một số cái yêu cầu nhỏ nhỏ thôi, mong quý vị các bạn thông cảm và ủng hộ cho Colorman để mình có thể thực hiện cái chương trình nó một cách tốt đẹp nhất ở tại đây. Thứ nhất là mong quý vị các bạn là chúng ta đừng có quay phim và đừng có livestream, bởi vì đây là một cái chương trình phát sóng trên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV7. Chính vì vậy cho nên là lý do là vì vấn đề bản quyền, cho nên mong là quý bà con cô bác mình là đừng ai quay phim, đừng ai chụp, đừng ai livestream hết, chụp hình thoải mái đó. Thì chỉ có một cái thỉnh cầu, đó là thỉnh cầu đầu tiên. Cái thỉnh cầu thứ hai nữa là mong bà con cô bác mình là mình nói chung là mình điều chỉnh âm thanh chút xíu đó, để cho chương trình chúng ta nó không có bị nhiễu sóng. Và một cái thỉnh cầu thứ ba nữa là mong quý bà con cô bác là vui lòng không nhắc đáp án cho người chơi, bởi vì khi quý vị các bạn đứng đây mình thấy nóng ruột quá, sao câu đó dễ quá vậy, cái câu dễ nhưng mà sao mà không biết trả lời, cái mình nhắc luôn cho cái người chơi thì coi như người chơi đó là mất luôn cái quyền được sử dụng cái đáp án đó. Ở đây thì mình biết chắc là quý bà con cô bác mình là rất nhiều người có kiến thức rộng nè, và đặc biệt là mình ở địa phương nơi đây, cho nên những cái câu hỏi của Colorman dễ lắm. Vấn đề quan trọng nhất là Colorman muốn mang quà tặng đến cho mọi người thôi, 5 câu hỏi dễ chưa từng thấy. Lát nữa hỏi xong bà con mới nói ôi biết vậy mình vô tham gia luôn cho rồi. Rồi luật chơi của chương trình như sau: chúng ta sẽ có 5 câu hỏi. Ủa cái anh gì nãy đâu rồi, anh trốn mất tiêu. Rồi luật chơi của chương trình như sau: chúng ta sẽ có 5 câu hỏi nha quý vị các bạn. 5 câu hỏi. Câu thứ nhất, nếu quý vị các bạn vượt qua, giải thưởng là 500.000. Câu hỏi thứ hai, vượt qua, giải thưởng là 1.000.000. Câu hỏi thứ ba chúng ta vượt qua, giải thưởng là 2.000.000. Câu hỏi thứ tư vượt qua là 5.000.000. Và câu cuối cùng là giải thưởng cao nhất của chương trình là 10.000.000 đồng. Và chúng ta mỗi một câu hỏi thì quý vị các bạn sẽ có 60 giây để trả lời. Và 5 câu hỏi mà quý vị các bạn còn có thêm 3 quyền trợ giúp. Quyền trợ giúp thứ nhất là quý vị các bạn có thể hỏi bây giờ tôi nhờ một anh chị em nào đứng trong cái khuôn viên này giúp giùm tôi đáp án, nếu mình không tự tin với cái câu trả lời của mình. Và cái quyền thứ hai đó là gọi điện về cho người thân, gọi điện cho chồng, cho con, cho ba mẹ, hay là bạn trai, bạn gái, hoặc là bạn gái của bạn trai mình, hoặc là bạn trai, bạn gái mình, ví dụ vậy đó. Và cái quyền thứ ba đó là quyền trợ giúp từ Colorman. Nếu các bạn muốn nhận một đáp án chính xác hoàn toàn từ Colorman thì các bạn chỉ cần quyền trợ giúp từ Colorman là Colorman sẽ tặng cho quý vị các bạn một đáp án chính xác đó. Và tuy nhiên cái đáp án của Colorman là vì nó rất là chính xác, cho nên quý vị các bạn phải thực hiện một thử thách của chương trình. Một thử thách nó vui vui, nó hơi bá đạo chút xíu. Nhưng mà trong lịch sử là hình như là nếu mà mình chơi mà với cái thử thách này, thường là 10 thử thách thì mình nó chỉ có vượt qua được một thử thách thôi, là hầu hết là mình thua đó. Rồi quý vị các bạn đã nắm được luật chơi chưa nào? Rồi thôi bắt đầu cứ từ người một là mình sẽ bắt đầu nha. Mà cái này không có nháp luôn nha. Rồi bây giờ xin mời ông anh nãy là lái xe du lịch đúng không? Rồi ok. Rồi bây giờ anh vui lòng giới thiệu tên anh, rồi anh công tác ở đâu, rồi anh ở đâu trong thành phố, ở trong cái thành phố Nha Trang này thì anh ở đâu? Ngắn gọn thôi. Kính chào quý vị, mình tên là Phương, hiện đang công tác công ty du lịch Thành Thành tại thành phố Nha Trang này. Nhà mình ở trên xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang. Ồ, xã Vĩnh Thạnh, ở cách ở trung tâm này bao nhiêu xa anh? Cỡ tầm 4 cây. 4 cây. Anh xuống đây anh tập thể dục hay là anh đưa khách xuống đây? Hôm nay nghe có anh Colorman ra nên phải xuống đây diện kiến anh Colorman. Dạ, rồi cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn tình cảm của anh đã dành cho Colorman. Em thì không bỏ sót tập nào của anh hết á. Dạ. Bởi vì chính vì vậy cho nên là mình cũng rất là mong ngày hôm nay anh chiến thắng. Tại vì đây là một cái người hâm mộ rất là quý Colorman, cho nên là thật sự mình sẽ tìm những cái câu hỏi nào dễ nhất để giúp cho anh Phương có thể có một cái món quà nhỏ nhỏ về để làm quà với chị nhà. Dạ. Nhân dịp cuối tiền. Nhân dịp cuối tuần. Rồi cho bộ câu hỏi anh liền đi. Hỏi đầu tiên. Rồi nếu vượt qua câu hỏi này thì anh sẽ được giải thưởng là 500.000. Rồi, hồi nãy anh nắm luật chơi đúng không? Rồi, câu thứ nhất. Và anh phải nhớ là lúc nào anh cũng phải nhớ là anh có 3 quyền giúp liền. Chứ mình đừng có chủ quan. Rất nhiều người chơi là vì cứ tự tin quá với cái đáp án của mình nên là không sử quyền dụng quyền trợ giúp, cho nên rất nhiều người là thua một cách oan uổng. Nha. Mình có 3 quyền trợ giúp, cứ xài thoải mái. Rồi hết thôi.
Rồi vậy ha, dạ, anh bắt đầu chưa? Chuẩn bị chưa? Rồi, dạ, rồi. Anh Phương. Dạ, và cũng một lần nữa xin được nhắc lại cái thỉnh cầu của ban tổ chức là quý bà con cô bác mình đừng có quay phim và đừng có livestream giùm nha. Nha, đừng quay phim và livestream giùm nha em trai, chụp hình thì được nha, để cho chương trình nó lên sóng chứ không là comment húp cháo luôn á. Rồi, và thứ hai nữa là mong quý vị các bạn là chúng ta đừng nhắc đáp án ạ. Rồi. Dạ đây ạ. Rồi, câu hỏi thứ nhất có nội dung như sau. Những thành phố nào là thành phố trực thuộc tỉnh Khánh Hòa? Khánh Hòa thì có hai thành phố Cam Ranh và thành phố Nha Trang. Anh đã chắc chắn với đáp án đó chưa? Của tỉnh Khánh Hòa. Dạ đúng rồi. Có hai thành phố. Chắc chắn có hai thành phố. Và chúc mừng anh đã vượt qua câu thứ nhất của chương trình. 500.000. Dạ. À, dễ không bà con? Dạ quá dễ. Rồi vỗ tay ủng hộ cho anh Phương nha. Rồi và câu sau đây là câu hỏi thứ hai. Dạ cũng dễ lắm. Khánh Hòa là tỉnh thuộc vùng nào của Việt Nam? Có hai đáp án là Duyên Hải Bắc Trung Bộ, hai là Duyên Hải Nam Trung Bộ. Dạ Duyên Hải Bắc Trung Bộ. Anh đây. Dạ quý vị các bạn đừng để cho anh để anh bình tĩnh. Bây giờ anh nghe lại câu hỏi nè. Rồi. Khánh Hòa là tỉnh thuộc vùng nào của Việt Nam? Bắc Trung Bộ hay Nam Trung Bộ? Anh có 60 giây, bắt đầu. Dạ, quý vị các bạn. Còn 40 giây. Còn 30 giây. Quyền trợ giúp. Đó, đúng rồi. Ok, rồi, bây giờ anh muốn trợ giúp từ bà con cô bác ở đây hay là... Bây giờ rất nhiều người muốn trợ giúp anh nhưng mà coi chừng anh xem coi anh chọn mặt gửi vàng nha. Anh chọn sai là coi như mình đi luôn á. Rồi anh nhìn đi đó, anh đi tìm đi đó. Giờ ai sẵn sàng giúp cho anh Phương ạ? Mời bác ạ. Ô cho lựa bác cho chắc ăn luôn. Dạ xin lỗi. Dạ đây thì cuối cùng là anh Phương đã chọn mặt gửi vàng là chọn bác này. À, xin lỗi, dạ thưa bác hôm nay bao nhiêu tuổi ạ? À, 61. Bác 61, ôi vậy là kiểu anh được rồi, bác là... Rồi, dạ thưa anh, vậy thì anh có thể giới thiệu ngắn gọn anh tên gì, anh... Dạ. Anh tên là Dũng. Anh Dũng, dạ. Ở Nha Trang. Ở Nha Trang. Một thành viên trong fan club, true dạ. Fan club của Coleman. Ồ, dạ, cảm ơn anh. Dũng Vũ đó, Dũng Vũ đó. Ồ, vậy hả, dạ, dạ, rất hân hạnh, dạ, cảm ơn anh đã đến đây. À, hôm nay anh biết Coleman ra đây là anh ra hay là đúng rồi. Hay là anh đi tập thể dục? Không, biết Coleman ra đây. Dạ, rồi anh Dũng Vũ. Dạ. Rồi, vậy anh Dũng Vũ đồng ý để giúp cho bạn Phương một đáp án đúng không? Đó, đúng dạ. Rồi. Thì câu hỏi là Khánh Hòa là tỉnh thuộc vùng nào Việt Nam? Hai đáp án, một là Bắc Trung Bộ, hai là Nam Trung Bộ. Dạ thưa anh thì anh chọn đáp án nào? Nam Trung Bộ. Dạ, anh chọn Nam Trung Bộ. Anh Phương nghĩ sao? Em nghĩ kệ hả? Trời, em nghĩ kệ là vậy. Em nghĩ chắc như vậy. Tin tưởng đi hả? Rồi như vậy anh như vậy là Phương chọn đáp án cho đáp án là Nam Trung Bộ. Nam Trung Bộ. Dạ, rồi em cảm ơn anh Vũ Dũng, Vũ Dũng rất nhiều. Dạ. Dạ cảm ơn anh. Rồi xin một phần quà để gửi tặng cho anh Vũ Dũng. Và quý vị các bạn thân mến, những cái người mà trợ giúp những khán giả mà trợ giúp cho người chơi của chúng ta mà trợ giúp đúng thì sẽ nhận được một phần quà của Coleman, còn trợ giúp sai thì không có gì hết nha. Okay. Như vậy có nghĩa là đáp án của anh Vũ Dũng đã là một đáp án chính xác. Chúc mừng anh Phương đã vượt qua câu thứ hai của chương trình. Cảm ơn Coleman, cảm ơn chương trình. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn các bác nhiều nhé. Rồi như vậy là anh đã có 1.000.000 rồi đó. Dạ rồi, cảm ơn. Rồi dễ chưa từng thấy. Quá dễ. Giờ anh đi tiếp hay dừng lại? Dạ, tiếp luôn anh. Ra đây mình chơi mà. Dạ, ra đây chơi dạ, đúng không? Ra đây dạ. Mình chơi mà. Dạ là giờ đi tới cuối cùng luôn hả? Dạ. Rồi. Nhưng mà còn suy nghĩ lại nữa. Dạ. Mình có được 3 quyền chơi mà còn 2 quyền nữa. Rồi, đúng rồi. Rồi và bây giờ là câu thứ 3. Dạ, câu này hơi. Rồi, câu thứ 3 có nội dung như sau. Tỉnh Khánh Hòa tiếp giáp với mấy tỉnh ở nước ta? 60 giây bắt đầu.
tỉnh Khánh Hòa, tiếp giáp mấy tỉnh. Dạ bà con bác mình đừng nhắc nha. Lâm Đồng, Phú Yên, Đắk Lắk. Còn bao nhiêu giây? Còn 30 giây. Ninh Thuận, Phú Yên, Lâm Đồng, Đắk Lắk, 4 tỉnh. Anh chắc chắn không? Dạ, chắc anh chắc. Vẫn còn hai quyền trợ giúp. Còn hai quyền trợ giúp nữa, cho nên đừng vội cho đáp án chính xác. Anh vẫn còn 10 giây đó. Em chốt đó bạn. Bỏ luôn, không cần quyền trợ giúp luôn. Rồi tóm lại là mấy tỉnh? Dạ, 4 tỉnh. 4 tỉnh. Rồi như vậy anh Phương chốt là tỉnh Khánh Hòa là giáp với 4 tỉnh. Dạ, anh vui lòng kể tên lại giùm cho em nè. Ninh Thuận, Lâm Đồng, Phú Yên và Đắk Lắk. Dạ. Chúc mừng anh, đây là một đáp án chính xác. 2 triệu đồng đã thuộc về anh Phương. Trời, nó dễ gì đâu. Ai soạn bộ câu hỏi này, ngày mai lên uống cà phê rồi xong là cho mình cho nghỉ việc luôn ha. Soạn câu hỏi gì đâu, dễ quá trời dễ luôn à. Mấy cô áo trắng này phải không? Rồi về mai nộp đơn nghỉ nha. Rồi và bây giờ là câu hỏi thứ tư. Anh vẫn còn 2 đáp án nữa. Anh vẫn còn 2 quyền trợ giúp. Câu thứ tư có nội dung như sau. Vịnh nào ở tỉnh Khánh Hòa? Ở Khánh Hòa là cũng có một số vịnh. Vậy thì vịnh nào ở tỉnh Khánh Hòa được công nhận là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới? 60 giây bắt đầu. Trả liền là liền vậy luôn hả? Không cần quyền trợ giúp luôn. Vịnh Nha Trang. Vịnh Nha Trang. Anh vẫn còn thời gian đó. Suy nghĩ kỹ nha. Kiểm điểm lại xem là Khánh Hòa có bao nhiêu vịnh. Anh hỏi là cái câu là vịnh nào ở Khánh Hòa đúng rồi, đẹp nhất trong 29 vịnh được công nhận là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới. Vịnh Nha Trang. Em chốt đáp án. Chốt đáp án. Không cần quyền trợ giúp. Anh này tự tin quá. Anh tự tin quá làm cho Coleman cũng hơi khớp quá nha. Rồi chúc mừng anh đã vượt qua câu thứ tư của chương trình. Dạ chính xác là như vậy, vịnh Nha Trang. Rồi như vậy là anh đã có trong tay là 5 triệu đồng. Vậy bây giờ anh đi tiếp hay dừng lại? Dừng để cho người khác chơi là sao? Dừng để cho người khác vào để tiếp tục chơi. Câu thứ 5 nó cũng dễ như câu thứ 4. Dạ em biết, nhưng mà vẫn nhường quyền cho không, những người. Nhưng mà đây là một nội quy mà đây là một cái quy định nữa mà mình cũng phải cần phải thông báo cho anh Phương cũng như là quý bà con được biết. Tức là nếu như chúng ta đã sử dụng một quyền trợ giúp trong 4 câu đầu thì câu thứ 5 mình sẽ không được quyền trợ giúp nữa. Có nghĩa là anh Phương đã theo dõi cái chương trình này rất là kỹ. Và ngày hôm nay anh đến đây chỉ một mục đích duy nhất là gặp Coleman. Rồi cái mục đích phụ là ẩm về 5 triệu đồng để tặng bà xã cuối tuần, đúng không? Rồi xin chúc mừng anh. Rồi mời ban tổ chức. Dễ ơi là dễ. Em thấy chương trình này, em theo dõi chương trình này rất là nhiều. Show diễn cuộc đời hay là bất cứ tiếng rau thì em cũng coi hết tập của anh. Ồ dạ đúng rồi đúng rồi. Ấy rồi đây là dạ rồi đúng rồi anh. Thật ra ngày hôm nay thì cũng kính thưa với bà quý bà con cô bác là Coleman đến đây không chỉ với quà tặng bất ngờ đâu mà ngày mai mình còn là thực hiện một cái chương trình show diễn cuộc đời ở tại Champa Island Resort để giúp cho bạn kỷ lục gia Ngọc Thịnh. Kỷ lục gia Ngọc Thịnh bạn 21 tuổi chơi được 14 nhạc cụ bằng bị khiếm thị. Bà con cô bác là ngày mai mà có thời gian thì đi vào Champa Island Resort để xem một cái show, một cái chương trình biểu diễn âm nhạc của bạn Ngọc Thịnh cùng với một số người mà khiếm thị mà cái bữa dạ vào cửa tự do. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Rồi, như vậy là người chơi đầu tiên của chúng ta anh Phương đến từ Vĩnh Phước không anh? Xã Vĩnh Thạnh. Xã Vĩnh Thạnh. Anh Phương đến từ xã Vĩnh Thạnh ở Nha Trang đã xuất sắc mở màn chương trình ngày hôm nay với phần thưởng là 5 triệu đồng và hy vọng rằng là sẽ còn rất nhiều người chơi ngày hôm nay tiếp tục thắng giải nữa. Rồi cảm ơn anh Phương rất nhiều. Chào anh Phương. Cảm ơn tất cả khán giả. Rồi. Dạ đây tiền tươi thóc thật, anh Phương bước ra ngoài kia anh Phương nhận những tiền từ ban tổ chức giùm Coleman nha. Nhà xoài chua đúng không? Đây nha xoài chua. Đó. Dạ.
Rồi quý vị các bạn thân mến, sau khi người chơi thứ nhất đã vượt qua một cách dễ dàng thì Coleman thấy rằng tất cả mọi người đều muốn tham gia trở thành người thứ hai. Và nó không đơn giản như vậy đâu. Thông thường là cái người thứ nhất là mình thấy ưu tiên. Tại vì là người thứ nhất là bao giờ là những người can đảm. Thành ra là mình có một cái chút xíu ưu tiên, cho nên cái bộ câu hỏi nó cũng tương đối đơn giản nha. Rồi, bây giờ thì mời một bạn nữ. Đó, có nam là phải có nữ, có dương là phải có âm. Rồi con, mời con bước vô nãy. Con đi vòng đây con. Chui luôn hả? Chui không hên đúng không? Chui xuôi á. Kính thưa quý vị các bạn, tạm biệt anh Phương, người chơi đầu tiên của chương trình quà tặng bất ngờ với một cái giải thưởng rất là nhẹ nhàng 5 triệu đồng. Bây giờ thì mời quý vị các bạn đến với người chơi thứ hai của chúng ta ngày hôm nay. Bạn có thể vui lòng giới thiệu tên của bạn ha, bạn đến từ đâu, bạn đang làm, bạn đang công tác ở đâu, ngành nghề gì, và vì sao hôm nay bạn có mặt tại đây? Dạ, kính chào quý khán giả và chào chú. Con tên là Phương Linh Cạnh, sinh viên trường Đại học Nha Trang. Nhà con ở trên PC Phước Hải. Con biết chú qua kênh Facebook nên là con hôm nay tham gia. Con tên là Phương Linh. Dạ. Con học ở Đại học Nha Trang. Dạ. Nhà con ở Phước Hải. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi, con học ngành gì vậy? Dạ, học luật. Con học luật hả? Ồ, học luật chắc cũng rành lắm. Dạ không. Con sinh ra và lớn lên ở Nha Trang hay là quê con ở đâu? Dạ, gốc của con là ở Ninh Hòa, con chuyển vào Nha Trang sinh sống. Ninh Hòa. Ninh Hòa là có cái gì ngon lắm đó, phải không con? Bún kém và là bánh ướt. Chứ không phải nem hả? Có nem, nhiều món ngon. Nhiều món ngon lắm hả? Dạ. Rồi. Vậy thì bây giờ câu hỏi đầu là con Ninh Hòa đúng không? Dạ. Rồi chú sẽ đặt cho con một cái câu đầu tiên mà cái câu này nó cũng không có gì là khó hết. Con đứng sáng chú làm gì sợ chú vậy, né vậy? Dạ, ông sợ nhìn vết éo của chú. Không có thấy được đâu. Nè. Dạ. Rồi, câu đầu tiên. Vì Phương Linh đúng không? Dạ. Rồi. Vì là Phương Linh là một người chơi đến từ Ninh Hòa. Bạn đang học ở Đại học Nha Trang. Thì câu hỏi đầu tiên của chú sẽ dành cho con ở Ninh Hòa. Dạ. Rồi. Ở Ninh Hòa thì có rất nhiều món ngon đúng không? Dạ. Trong đó có nem nướng, có bánh ướt, có gì nữa? Bún cá. Thì vậy thì bây giờ chú hỏi con là câu đầu tiên là có nội dung như sau. Câu này chưa có trong đáp án luôn. Là quán nem nướng Ninh Hòa nào nổi tiếng, một trong những quán nem nướng Ninh Hòa nào nổi tiếng nhất và lâu đời nhất ở Nha Trang? Dạ, đó là nem nướng Bà Năm, lâu đời và nổi tiếng nhất ở Ninh Hòa. Chính xác không bà con? Quán nem nướng của bà Năm bao nhiêu năm rồi con? Dạ, cái đó con không rõ, nhưng đó là lâu đời nhất tại vì nó truyền qua rất là nhiều đời rồi. Hả? Mọi người kêu là cái quán đó là ở Nha Trang. Đúng rồi. Anh. Đúng rồi. Ý là anh phải nhắc ở trong câu hỏi, anh hỏi là quán nem nướng nào ở Ninh Hòa. Không, anh nói là quán nem nướng Ninh Hòa nào mà lâu đời nhất, đâu lâu đời nhất? Ngon nhất và lâu đời nhất ở Nha Trang, đúng không? Ồ, chú hỏi ở Ninh Hòa. Ở Ninh Hòa hả? À không, không, chú hỏi Nha Trang, chú quên, lộn, xin lỗi. Ủa, chú mời ở Ninh Hòa đó, con trả lời. Rồi, ok, rồi, lộn, nhầm, rồi, lặp lại, rồi. Rồi, bây giờ, tức là quán nem nướng Ninh Hòa nào mà ngon nhất và lâu đời nhất ở Nha Trang? À, đó là nem nướng Đặng Vương. Ok. Dạ, tại ở Ninh Hòa lại có tiệm Bà Năm. Đúng rồi, chú nhầm, rồi. Chúc mừng con đã vượt qua câu thứ nhất của chương trình. Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn con rất nhiều ha. Rồi, như vậy con đã có 500 ngàn. Quá dễ đúng không? Dạ. Rồi, câu thứ hai cũng dễ luôn. Dạ. Không. Chúng ta có 5 câu. Câu thứ nhất là 500 ngàn. Câu thứ hai là 1 triệu. Câu thứ ba là 2 triệu. Câu thứ tư là 5 triệu. Và câu cuối cùng là 10 triệu. Dạ, dễ lắm. Chơi luôn. Rồi, anh nào chuẩn bị giơ tay nè, tới Nam nè. Đó. Rồi, bây giờ là câu thứ hai. Rồi, câu thứ hai có nội dung như sau. Vịnh nào là vịnh biển lớn nhất tỉnh Khánh Hòa? Dạ, bà con mình đừng nhắc đáp án giùm nha.
Rồi, 60 giây đang bắt đầu. Con suy nghĩ cho kỹ nha, con có 3 quyền trợ giúp. Các bạn phải nhớ là các bạn có 3 quyền trợ giúp. Quyền trợ giúp thứ nhất là nhờ một ai đó ở đây. Quyền trợ giúp thứ hai là có thể nhờ gọi điện về nhà. Quyền trợ giúp thứ ba là chú Colorman. Chắc chắn một đáp án chính xác nằm ở đây. Còn 30 giây. Thì con hỏi người ở đây à. Vậy bây giờ con chốt lại là con dùng quyền trợ giúp đúng không? Dạ. Con dùng quyền trợ giúp. Dạ. Rồi con muốn quyền trợ giúp nào? Dạ, hỏi người dân ở đây. Hỏi người dân ở đây. Dạ, ở đây có ai sẵn lòng để giúp đỡ cho bạn? Bạn Linh Phương, bạn Phương Linh, bạn Phương Linh. Mình là người ở đâu? Người là người ở đâu? Chọn mặt gửi vàng nha. Mình chắc chắn luôn mà. Đừng, từ từ, có phải rất nhiều người nè. Đây nè, đây là chú nữa nè, đó. Chết cha. Bây giờ chọn ai? Bây giờ chọn ai nè? Chú này hay là đây? Mà anh đó phải không? Rồi. Rồi vô luôn hả? Rồi ok, rồi vô đây luôn. Rồi không chịu chọn ông bác mà chọn anh này. Lý do rất đơn giản dễ hiểu. Là vì bạn này đẹp trai. Hết trai đẹp. Rồi con xích vô đây. Bạn xích vô đây. Rồi ok, rồi ok, rồi. À, bên tên gì? Con bạn tên gì? Dạ em tên Nguyễn Minh Tâm. Nguyễn Minh Tâm, bạn ở người ở đây hay ở đâu? Dạ em người Nha Trang. Bạn người Nha Trang luôn hả? Rồi như vậy thì theo bạn là Vịnh 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 nào? Dạ anh vui lòng đừng đọc đáp án anh nha. Dạ và tốt nhất là đừng sợ Google anh ơi. Rồi bây giờ thì đáp án chính xác của em là gì? Dạ, em trợ giúp bạn là Vịnh lớn nhất tỉnh Khánh Hòa là Vịnh Văn Phong. Vịnh lớn nhất tỉnh Khánh Hòa Vịnh Văn Phong. Dạ. Theo Phương Linh thì Phương Linh có chấp nhận đây là đáp án cuối cùng không? Dạ, con chọn đáp án của anh đó là đáp án cuối cùng. Thôi đành chứ bây giờ đâu còn cách nào khác. Rồi cảm ơn bạn với một phần quà của chương trình. Như vậy có nghĩa là đây là một đáp án chính xác. Rồi giống đây. Cảm ơn. Quá đơn giản. Rồi cảm ơn em nha. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Quá dễ ơi là dễ đúng không? Cái đó là bệnh sâu nhất thôi. Rồi dạ, đáp án chính xác là Vịnh Vân Phong. Thưa quý vị các bạn, Vịnh Vân Phong là vịnh biển lớn nhất tỉnh Khánh Hòa với tổng diện tích 503 km vuông, độ sâu trung bình là trên 10 m, nơi sâu nhất trên 30 m. Rồi chúc mừng Phương Linh đã vượt qua câu thứ hai của chương trình với sự trợ giúp. Dạ. Dạ thưa anh, diện tích là 503 km vuông. Dạ. Rồi, như vậy là con đã sử dụng bạn Phương Linh đã sử dụng một quyền trợ giúp rồi đúng không? Với phần thưởng là 1 triệu đồng. Bây giờ bạn đi tiếp hay là bạn dừng lại? Dạ, đi tiếp. Đi tiếp, còn hai quyền nữa mà, đúng không? Dạ. Rồi, câu thứ ba có nội dung như sau. Khánh Hòa có rất nhiều, tỉnh Khánh Hòa có rất nhiều đặc sản. Nhưng mà có một cái đặc sản á, ở Khánh Hòa này người ta gọi nó là vàng trắng. Đặc sản đó là gì? Dạ, đó là yến xào. 60 giây, con có 60 giây lận, từ từ suy nghĩ, bình tĩnh. Dạ, đó là yến xào mà. Dạ, chào mày nào. Không cần người trợ giúp luôn. Dạ, không mà. Con nhìn kỹ chú nè. Hay dạ. Con thấy mà chú căng thẳng là con biết là con phải còn dùng người trợ giúp đó. Dạ, con chắc chắn 100% mà. Dạ, chào mọi người đi. Rồi, cho vào đây, rồi, chính xác. Nữa, cái bàn soạn ra con bộ câu hỏi này chắc chắn là ngày mai chắc là nộp đơn rồi. Đơn về trừ lương thôi. Trừ lương. Không, cho nghỉ luôn. Trừ lương. Gây thiệt hại nghiêm trọng cho ta, cho công ty và Colorman. Rồi dạ kính thưa quý vị các bạn, đó là một đáp án chính xác. Đặc sản được ví như loại vàng trắng của Khánh Hòa đó chính là yến xào. Rồi yến xào thì có ở các vùng biển đảo của Việt Nam, nhưng so với cả nước thì yến xào ở Khánh Hòa có chất lượng tốt hơn và sản lượng thu hoạch hàng năm cao hơn rất nhiều so với các tỉnh khác. Và hàng năm thì yến xào là một trong những nguồn thu ngoại tệ rất là mạnh của tỉnh Khánh Hòa. Vì thế cho nên người ta thường ví yến xào là vàng trắng của Khánh Hòa. Rồi chúc mừng con. Dạ, con đã vượt qua câu thứ ba của chương trình là với giải thưởng là 2 triệu đồng. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang câu thứ tư. Bây giờ con đi tiếp hay dừng lại? Dạ, đi tiếp. Nói chung mình phải có chính kiến. Dạ, đi
mình đừng có nghe những người chung quanh, tại vì tất cả những người chung quanh đều muốn mình ra về sớm để người ta có cơ hội vào. Quý vị các bạn thân mến, cứ một người chơi ra về sớm có nghĩa là chúng ta có dư thời gian để thêm một người chơi nữa. Tại vì nếu mà người chơi chúng ta mà đều đi tới vòng 4, vòng 5 là chúng ta chỉ có được 4 người chơi thôi. Đó, cho nên quý vị các bạn hãy giúp cho bạn Phương Linh của chúng ta hay là những người chơi khác có những cái đáp án không chính xác để họ về sớm. Vậy con đi tiếp à? Vẫn quyết định đi tiếp luôn. Dạ. Rồi câu thứ tư có nội dung như sau. À, có thể nói Nha Trang và Khánh Hòa là một cái tỉnh tỉnh thành mà có sở hữu cái bờ biển rất là đẹp đúng không? Rồi, và bờ biển rất là dài. Thì theo bạn, bãi biển nào là dài nhất Việt Nam? Sáu mươi giây bắt đầu. Bãi biển nào dài nhất Việt Nam? Dạ quý vị các bạn vui lòng đừng nhắc đáp án, tại vì Coleman rất là thính tai. Và vui lòng các bạn cũng đừng sợ Google. Mình sợ Google xong mình xung phong trả lời là không được đâu, không hay lắm. Còn 20 giây. Bây giờ con sử dụng quyền, con còn hai quyền trợ giúp. Và một trong đó có một quyền trợ giúp của chú. Đó là biển Nha Trang. Còn 10 giây. Còn 9. Còn 8. Chắc chắn luôn hả? Còn 7. Còn 6. 5. Chắc ăn chắc vậy luôn hả? Bãi biển Nha Trang hả? Dạ. Đó chú nói. Quý vị các bạn thân mến, đó đây là một cái ví dụ mà mình thấy thật sự là rất là tiếc. Tại vì con còn hai quyền trợ giúp mà trong đó có một quyền trợ giúp của chú mà con không chịu sử dụng. Chắc chắn là đáp án chính xác ở đây rồi mà không sử dụng. Chỉ cần thực hiện một cái thử thách nó hơi bá đạo chút xíu thôi. À, rất tiếc phải tạm biệt Phương Linh tại đây vì cái câu hỏi thứ tư này. Bãi biển dài nhất Việt Nam. Xin thưa quý vị các bạn, bãi biển dài nhất Việt Nam không phải là bãi biển Nha Trang. Đó là đáp án. Rồi bây giờ thì Coleman đành mà bắt buộc phải công bố đáp án chính xác. Bãi biển dài nhất Việt Nam đó là bãi biển Trà Cổ ở Quảng Ninh. Biển Trà Cổ thuộc thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, không có liên quan gì. Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã ghi nhận Trà Cổ là bãi biển dài nhất Việt Nam với chiều dài khoảng hơn 17 km. Đó là đáp án chính xác. Và chú rất tiếc, xin chào tạm biệt Phương Linh. Cảm ơn Phương Linh đã đến đây. Nhưng mà rất tiếc đây cũng là một bài học kinh nghiệm để cho những người chơi kế tiếp. Dạ con cảm ơn chú. Rồi tạm biệt con nha. Dạ, rồi cảm ơn chú. Con cái. Dạ. Đó nãy chú cứ chỉ. Dạ. Con cứ tưởng là chú ghẹo, đừng có nghe người chung quanh. Chú nói thiệt dạ, luôn đó. Đó là đáp án con không hề lần đầu nghe luôn. Ừ. Tại con chú. Dạ. Chưa quên rồi ha. Dạ. Thôi hẹn gặp lại con mùa sau. Dạ cảm ơn chú. Rồi cảm ơn Phương Linh nha. Rồi chào con, đây có một phần quà con này đó. Đây dù sao đi nữa cũng có một phần quà coi như là tình thương mến thương của chú. Dạ, con gửi tặng chú. Cho con nha. Rồi xin chào tạm biệt con. Rồi đó bắt đầu là thấy bà con hơi lợn trợn rồi đó nha. Không thật ra là rất là dễ luôn. Chỉ cần bạn đó sử dụng Coleman là xong rồi, có đáp án chính xác rồi và nhưng bạn phải thực hiện một cái thử thách. Rồi, ví dụ cái thử thách đó mình chưa biết là thử thách gì nhưng mà rất là vui. Rồi, một bạn nam. Đây chú. Rồi, mời bạn áo xanh bước vô. Rồi. Nhạt quá hả? Thôi chịu đi chứ giờ sao giờ. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với người chơi thứ ba của chương trình quà tặng bất ngờ ngày hôm nay tại quảng trường 2 tháng 4 thành phố Nha Trang vô cùng xinh đẹp. Rồi bây giờ em vui lòng bạn vui lòng giới thiệu tên tuổi bạn bằng công tác ở đâu một cách rất là ngắn gọn về bạn. Dạ xin chào tất cả mọi người, chào chủ Coleman. Con tên là Tuấn, con đến từ Huế, con hiện đang làm việc ở Nha Trang. Rồi được. Quý vị bạn thân mến nghe bạn Tuấn nói là con đến từ Huế là mình nói rồi thấy mệt rồi. Là nhưng mà may quá là con làm việc Nha Trang đúng không? Dạ. Tuấn quê ở Huế. Dạ. Huế ở đâu không? Dạ ở dưới biển Thuận An. À dưới biển Thuận An hả? Dạ. Con vào Nha Trang làm việc lâu chưa? Vào 7 năm rồi. 7 năm? Dạ, ôi vậy dạ. Là chắc con cũng rành Nha Trang lắm rồi ha. Dạ. Nha Trang giống như là quê hương thứ hai của Tuấn đúng không? Dạ đúng rồi. À.
Tuấn công tác ở đâu? Dạ hiện tại con đang làm ở nhà. Làm ở nhà hả? Dạ. Chú có biết biết nghề nghiệp của con là gì? Làm thợ máy hả? Dạ. Ồ. Chú thấy con thấy mà chú mặc đồ đẹp không? Rồi, con là gì Tuấn? Dạ, Lê Anh Tuấn. Dạ. Rồi. Quý vị các bạn thân mến, người chơi của thứ ba của chương trình của chúng ta có tên là Lê Anh Tuấn. Bạn đến từ Huế nhưng bạn công tác, bạn làm việc ở tại thành phố Nha Trang. Rồi, Coleman hy vọng rằng là Lê Anh Tuấn, nghe Lê Anh Tuấn nói chuyện mình cũng biết là Lê Anh Tuấn chắc chắn là một khán giả của chú rồi. Dạ. Tất cả những ai mà lên đây kêu mình bằng chú là mình biết đó là fan ruột, fan cứng của Coleman rồi. Thì chú cũng rất là mong Lê Anh Tuấn kiếm được một cái phần quà nhỏ nhỏ. Tuấn có gia đình chưa? Dạ chưa. Ủa vào đây 7 năm mà chưa có vớt được em nào hả? Dạ chưa, còn xui. Còn xui nữa, còn xui. Rồi, biết đâu hôm nay mình vớt được cái giải thưởng xong mình ra đường mình gặp em nào mình rủ uống cà phê nha. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ Lê Anh Tuấn đã nắm được luật chơi của chương trình chưa? Dạ rồi. Rồi. Bạn có mình có 5 câu hỏi. Dạ. Rồi, cứ mỗi một câu vừa mình có 60 giây để trả lời và mình có 3 quyền trợ giúp. Phải lưu ý 3 quyền trợ giúp hồi nãy là chắc là Tuấn đã chứng kiến hồi nãy có cái bạn đi trước đó. Bạn nó hơi tự tin và chính vì sự tự tin, hơi quá tự tin, cuối cùng là bạn phải ra về sớm mà không có một giải thưởng nào. Rồi, bạn đã chuẩn bị sẵn sàng ha. Rồi, 7 năm ở thành phố Nha Trang thì chắc chắn là phải rất là hiểu biết ở quảng trường này là biết rồi đúng không? Quảng trường này tên gì? Hạng 4. Rồi, ok. Rồi, cái phía cái tòa nhà bên kia đó. Rồi. Hội nghị. Tòa nhà hội nghị. Rồi, bây giờ câu thứ nhất dành cho bạn Tuấn. Hồi nãy trong cái livestream của Coleman là mình có hỏi bà con cô bác là cái chỗ này là gì, địa danh này là gì, vì một số người luôn cả cái tòa nhà bên kia. Và mình cũng nhận được rất là nhiều cái lời gợi ý của các bạn là cái tòa nhà bên kia là gì, giờ mình thuộc rồi. Rồi, câu hỏi đầu tiên dành cho Lê Anh Tuấn. Cái tòa nhà rất là đẹp và rất là uy nghi tráng lệ bên kia là tên của tòa nhà đó là gì? Cái tòa thấp á, chứ không phải tòa hội nghị nha. Chú lùng lắm, chú ngó lên không tới rồi đó. Cái tòa nhà có cờ, rồi có cái biểu tượng như cái đàn hay gì đó. Dạ. Đó, sống đây bao nhiêu năm không biết tòa nhà giới gì. Hả? Quyền trợ giúp. Trời ơi, mới có 10 giây rồi sử dụng quyền trợ giúp rồi. Rồi, ở đây có ai sẵn sàng giúp cho bạn này không? Nhiều người lắm. Phải hết sức bình tĩnh để chọn mặt gửi vàng. Dạ, anh này. Anh này hả? Dạ. Chắc chắn không? Coi chừng là ra đi oan uổng đó. Ra đi thôi. Không sao, không sao. Không sao phải không? Dạ. Dạ rồi, mời anh. Ờ. À, anh vui lòng giới thiệu tên... Dạ, em tên Trung. Dạ. Em tên Trung. À, rồi. Em nay 44 tuổi, em ở xã Vĩnh Thạnh. À, tên Trung, 44 tuổi ở xã Vĩnh Thạnh. Ờ, sao hôm nay anh ra đi chơi đi thể dục hay là thằng cứng của anh mà. Ồ, vậy hả? Trời ơi, cảm ơn Trung rất nhiều nha. Dạ. Ok, rồi. Rồi, Trung sẵn lòng giúp đỡ cho Lê Anh Tuấn đúng không? Bên đó là Trung tâm Văn hóa Hội nghị 46 Trần Phú, cách tỉnh Khánh Hòa. Trung tâm Văn hóa Hội nghị. Dạ, nó có cái chữ Trung tâm Văn hóa Hội nghị tỉnh. Chắc này có hỏi. Rồi. Thì con có chọn đây là đáp án cuối cùng của con không? Rồi, như vậy thì con lập lại đáp án cuối cùng của câu hỏi đầu tiên. Tòa nhà ở phía bên tay phải của Coleman là tòa nhà tên là gì? Trung tâm Văn hóa Hội nghị tỉnh Khánh Hòa. Rồi, chúc mừng con đã vượt qua câu đầu tiên của chương trình 500.000 và bạn Lê Anh Tuấn đã mất đi một quyền trợ giúp một cách rất nhẹ nhàng. Rồi, chúc mừng con. Rồi, cảm ơn anh. Dạ. Rồi, chào mừng. Rồi, dạ đây hai chai nước mắm Coleman nha. Đó. Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn Trung. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bước sang câu thứ hai. Dạ. Ừ. Thấy tưởng dễ ha. Không chắc. Không chắc hả? Dạ, nên hỏi chắc. Rồi. Rồi, câu hỏi thứ hai có nội dung như sau. Thành phố nào ở tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là Hòn Ngọc của Biển Đông? 60 giây bắt đầu. Ở Khánh Hòa có mấy thành phố? Hai. Thì thành phố nào? Đúng rồi. Thì thành phố nào được mệnh danh là Hòn Ngọc của Biển Đông? Còn 40 giây. Mình được. Con nhìn chú đừng nhìn bên ngoài. Bên ngoài là đây là đều là những người mà.
Rồi, quyền trợ giúp của chú. Rồi, như vậy thì Coleman rất là hân hạnh được trợ giúp cho Lê Anh Tuấn nha, quyền trợ giúp của chú. Rồi, nhưng mà cũng như đã thông báo ở đầu chương trình là để nhận được quyền trợ giúp của Coleman thì bạn phải thực hiện một thử thách của ban tổ chức chương trình đề ra. Thử thách đó là gì? Xin mời ban tổ chức. Rồi, sức mạnh ngàn cân. Người chơi và Coleman sẽ được buộc một sợi dây trên hông của cả hai và sẽ đứng đối diện nhau. Khi thời gian bắt đầu, người chơi phải cố gắng hết sức chạy về hướng mà đáp án đang đợi sẵn. Nên lưu ý chỉ có một phong bì sẽ có đáp án chính xác thôi nha. Vì thế hãy cố gắng giành được chiếc phong bì may mắn về cho mình bạn nhé. Chưa chắc chắn nữa. Chưa chắc chắn nữa. Thì đã nói thử thách mà. Mà con phải chiến thắng chú. Mà trong tất cả các thử thách hầu hết là chú thua. Đó. Nhưng mà biết đâu bữa nay là con xui. Rồi mời ban tổ chức. Mời ban tổ chức. Ok. Dạ. Dạ quý vị các bạn thân mến, đang xin chào tất cả quý khán giả đang xem livestream của Coleman. Bây giờ mình xin khép lại cái livestream này tại đây. Để cho chương trình được diễn ra tiếp tục. Và kính thưa quý vị các bạn, thì vào khoảng chừng 19:30 tối nay thì Coleman sẽ tiếp tục livestream nữa với một cái chương trình để giới thiệu bạn Ngọc Thịnh chuẩn bị cho chương trình tối mai. Quý vị các bạn nhớ nha, đón xem 19:30 tối nay nha, vẫn còn livestream nữa nha. Một cái livestream văn hóa, biểu diễn đàn ca tài tử. Chào tạm biệt. Yeah.